Ngày 15 tháng 2 năm Bính Tý, bài 120. Đức Chí Tôn: Thầy các con ơi, thầy vì các con, thầy muốn các con về hội hiệp cùng thầy nơi Bạch Ngọc Kinh là quê xưa của các con, khỏi phải lầm than khổ sầu nơi trần thế này. Mà thầy thấy có lắm đứa quá ư sụt sè nhút nhát. Đây, thầy lấy nguyên bài Thánh giáo ngày 23 tháng 8 năm Bính Dần 1926 cho các con xem lại để suy gẫm mà liệu lường, vững tâm tiến tới đó nghe. Thầy dạy chư môn đệ một lần cho mà hiểu, và hằng ngày nhiều đứa đi truyền đạo mà trong lòng kính sợ kẻ thọ giáo. Thầy hỏi: phải nghịch chân lý chăng? Phải không các con há? Kẻ dốt mà dạy người dốt thì cả hai dầu nói tới đâu cũng là dốt. Lại thấy kẻ dốt ấy kích bác trở lại chịu thiệt rằng đạo mình là lầm lạc. Người truyền đạo dường ấy có sai chánh lý chăng? Phải các con há? Chẳng khác nào người ngồi nhà thấy kẻ mắc mưa ướt mình, nhảy ra che cho ướt, lại khen rằng mát thì muội lắm đó. Vậy thầy lại thấy một bọn môn đồ khi đến nói đạo với kẻ nào thì thẹn thuồng ái ngại, phải nghịch chánh lý chăng? Phải, thiếu tư cách đã đành. Mình vì chữ thiện mà dạy người thì giá trị mình đã cao thượng rồi mà còn thẹn nổi gì? Chẳng khác nào một đứa bé bị chửi, sợ nhục lại ráng chửi lại cho bằng hơn, té ra bị nhục hơn, nín đặng nghe nữa. Thầy lại thấy nhiều đứa chưa hiểu thấu quyền diệu là gì, bị người chê rồi về còn biếm nhẹ nữa, phải nghịch chánh lý chăng? Trong phần đông các con nhiều kẻ ấy. Thầy khuyên các con nhớ hoài rằng thầy của các con là ông thầy trời, nên biết một ông mà thôi thì đủ nghe à. Ngôi vị nơi Bạch Ngọc Kinh chẳng ưa chứa kẻ hung hăng, mà lạ một điều là kẻ hung hăng khi biết đạo đức thường phá lún cửa đặng và vào. Địa vị phần nhiều đoạt bởi kẻ ấy. Các con hiền mà dữ, các con yếu mà mạnh, các con nhỏ nhoi mà lại là quyền thế, các con nhịn nhục mà các con hành phạt, cử chỉ các con khá tập sao cho nghịch với cử chỉ thế tình thì là gần ngôi tiên Phật đó. Đâu các con dò lại coi có đúng thánh giáo hay không, thầy có thêm bớt vài câu trong đó, nhớ xem lại đó nghe. Thì một mối càng khôn chủ ở ta, lòng thương tạo dựng nghĩa nhân mà. Con noi thánh đức nhiều đường tục, học lấy thanh cao tạo nghiệp nhà. Thoảng mõn cơ đời tan bọt nước, ngày qua thế sự chẳng bao xa. Khuyên lơn trẻ dạy tua bền chí, gắn bước lên đường đến với cha. Thầy ban ơn cho các con. Ngày 20 tháng 2 năm Bính Tý, bài 121. Đức Chí Tôn: mấy con nghe dạy.
Các con ơi, ở trên mặt thế này toàn là cạm bẫy để lừa gạt các con vào trong bẫy rập. Khi mắc vào đó, khó mà ra cho thoát nơi phàm tục. Những sự phàm tục đều là mưu kế của tà mị yêu quái. Nó bày ra để cám dỗ, mê hoặc, hầu có ngăn cản bước đường thánh đạo của các con. Các con nào có biết, muốn đoạt vị chẳng khác nào một người học sinh muốn đoạt thủ khoa, phải qua biết bao nhiêu năm học, học ngày học đêm, lắm gian nan khó nhọc, đòi hỏi đến trí khôn ngoan chăm cần, chờ ngày thi mới quyết định đậu rớt. Các con muốn làm thánh làm tiên đặng trở về với thầy thì các con phải gian nan gấp bội lần, trải qua chẳng biết bao nhiêu thử thách, phải vậy mới xứng đáng. Các con nghe lại bài thánh giáo ngày 29 tháng 6 năm Bính Dần đó nghe. Những mưu mô quỷ quyệt ấy do lệnh thầy dùng để thử các con. Thầy đã nói, thầy thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con, nó hàng thừa dịp mà cắn xé các con. Xong, trước khi thử các con, thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo đức của các con. Thầy lại khuyên các con gìn giữ bộ thiết giáp ấy cho đến ngày thành đắc quả vị hội hiệp cùng thầy. Ấy vậy, đạo là rất hữu ích như giáp hữu ích cho thân các con. Nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lỗ. Các con đứa nào bỏ đạo thì các con ở dưới phép tà thần, đành làm tôi tớ cho nó sai khiến. Các con ơi, ngày nay đạo đã khai, tức là tà khởi. Vậy thì các con phải hết lòng, hết sức chặt dạ mà gìn giữ lấy mình. Chẳng phải giữ mình các con mà thôi, lại còn phải gìn giữ cả môn đệ của thầy nữa. Thầy nói cho các con hiểu trước rằng, cả môn đệ của thầy đã lựa chọn lọc lừa còn lại lối nửa phần. Thầy cho yêu quái lấy danh thầy mà cám dỗ, cười đi bao nhiêu đều mất hết bấy nhiêu. Các con chớ buồn, vì thiên cơ phải vậy. Thi nhiều đậu ít là lẽ hằng. Các con liệu phương thế mà nâng đỡ đức tin của môn đệ cao lên hàng ngày, ấy là công quả đầu hết. Thầy làm như thế này để trong các con không ngờ vực và cả chung quanh hiểu biết quyền năng của thầy. Đành rằng trong bài thánh giáo thầy có thêm bớt đôi câu, nhưng y nguyên như cũ mà viết ra đây cách mấy chục năm. Cười, các con đủ đức tin chớ hả? Từ đây đứa nào muốn tu làm môn đệ của thầy, hai con thiết lễ cho chúng nó lập minh thệ hẳn hòi, để chư thần thánh tiên Phật biết nó là môn đệ của thầy mà trợ giúp cho chúng nó tai qua nạn khỏi, bớt đi phần nào tội lỗi nghiệt chướng. Tại sao buộc chúng nó minh thệ làm như vậy? Đặng cho chúng nó giữ lời minh thệ mà không thất giáo xa vào phong đô. Con lập danh sách mấy đứa nhập môn để sau này có chỗ dùng. Các con phải hết sức mình lo liệu, đùm bọc lẫn nhau và thường xuyên lấy lời thánh huấn của thầy mà thuyết giáo cho chúng sanh sớm hiểu biết.
ráng giữ đạo, kẻo tà quái cám dỗ đó nghe. Các con ráng chung tâm hiệp trí, kêu gọi nhân sanh, lo tạo dựng sự nghiệp của đạo nơi thánh địa, sớm kết quả thành hình đó nghe. Để ngày tới không có của cải, nuôi nhân sanh khổ lắm nghe các con. Các con cho thầy dai không sợ mất vốn, mà lời rất to. Các con lo lập đức tại mặt thế này, đó là các con lo xây dựng ngôi nhà thiêng liêng của các con cực kỳ sang trọng. Nhớ đó nghe. Thi chờ con lập đức sớm về cha, cách biệt bao lâu khổ đó mà. Trẻ hỡi quân căn vui trở bước, nhắn kêu vị cũ chớ đi xa. Đau lòng biết mấy xem ngơ ngẩn, khổ trí tại sao kính trọng ma. Dục loạn tà thần xuôi bỏ đạo, mở đường quốc thể hội long hoa. Thầy ban ơn cho các con. Ngày 23 tháng 2 năm Bính Tý, bài 122. Đức Chí Tôn: Thầy các con, các con ơi, thầy đến với các con vì lòng từ bi của thầy, muốn sao cả thải các con biết lo tu, sợ tội tình, giữ mình cho lắm. Khi còn bị đọa trần, các con thử nghĩ, cõi trần này là gì? Là nơi đài đọa các quân căn tiên thánh vị bị lỗi lầm tưởng quấy. Cũng có một số tình nguyện xin đến trần này lập công thi quả vị, được đến trần rồi lại nhiễm trần mê muội, quên ngôi bỏ vị. Ôi thầy chẳng hiểu tại sao một kiếp sinh ngắn ngủi vô vị này mà các con đam mê. Thầy không hiểu các con mê ở chỗ nào. Các con thử nghĩ coi, ngày ngày các con lăn lộn giành giật, cấu xé với nhau chỉ vì miếng sống và chút quyền địa vị bọt bèo kia, mà các con không thấy khổ, quên tuổi chồng chất thêm tội lỗi. Thầy đã từng nói với các con từ lâu, nếu cả thế gian này sợ tội biết tu, thì thế gian này có lẽ cải lý thiên đình mà làm cho tiêu tai tiêu nạn mà chớ. Toàn cả nhân loại biết tu có thể tạo được Bạch Ngọc Kinh tại thế này. Toàn cả các con thánh thiện, các con nghĩ sao? Vậy kể từ đây các con chuyên cần đi rao giảng cho nhân sanh biết lo tu. Tu là chi? Tu là trao dồi đức hạnh nên hiền, hiểu biết số mệnh mà an phận thủ thường, giúp đời nên phàm nhập thánh. Muốn được như vậy, các con phải xem thường cõi giả tạm này, nơi đây không phải vĩnh viễn. Một ngày nào đó ra đi, phủi bỏ tất cả, nhà lầu, xe hơi, mọi thứ của thế gian, chúng sanh đem theo được gì? Thầy hỏi các con. Các con nhìn vô gương, xem lại tuổi của các con, các con thấy gì hả các con? Có phải các con thấy tóc bạc, má cốp, da nhăn? Có lắm đứa nó nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiền thuốc thang. Nó lo bươi chải quanh năm suốt tháng chẳng nói chi, vì nghiệp quả của chúng nó dai phải trả.
Đằng này có lắm đứa dư ăn dư để mà lại hết sức bon chen giành giật, mượn thế cậy quyền, đem tiền ra mua chuộc, làm nhiều điều tội lỗi chồng chất bằng non cao sâu tợ biển. Thầy thảm não cho nhân sanh, không sao tránh khỏi cảnh diệt vong. Thầy khuyên các con chịu đựng nhiều nhục nhã, khinh thường coi rẻ rúng, nhân sanh mắng chửi, du họa miệt thị các con, đó là ân nhân của các con, vì thầy sẽ trả cái công đó cho các con xứng đáng ngày kia. Các con cứ làm theo thánh ý của thầy đó nghe, thương lo cho chúng nó nhớ đó nghe. Đây thầy viết lại hai bài thi tứ tuyệt trong thánh ngôn cho các con suy gẫm. Nên hư cuộc thế gẫm thường tình, đừng mỗi muôn điều đổ chi linh, lành giữ nơi mình chiêu phước quả, thành tâm ắt thấy hết thần minh. Bề trong ngay thẳng tỏ bề ngoài, miệng chánh thì đời vốn trái tay, lừa lọc cho cùng rồi nhất định, đừng quen tính một chẳng dè hai. Thầy ban ơn cho các con. Ngày 1 tháng 3 năm Bính Tý, bài 123, Đức Cao Thượng Phẩm. Bần đạo để lời cảm ơn cả con cái của Đức Chí Tôn. Bần đạo lấy làm hân hạnh được trông thấy sự chiếu cố, tưởng nghĩ đến bần đạo như ngày hôm nay, nhất là mấy con đem cái công gầy dựng sự nghiệp của Đức Chí Tôn nơi mặt thế này để lên bàn cân, mới thấy sự nhọc nhằn của bần đạo đáng giá để cho hậu tấn soi chung. Từ ngàn xưa đến nay cũng thế, các bậc đại tiên xuống thế đều gặp nhiều gian truân khổ hải. Có như vậy mới có công đức phi thường lạ lùng hơn thiên hạ, mới nổi bật danh nêu, mới thấy đời là bể trần ai, nơi giựt giành cấu xé, chỉ vì lợi danh quyền thế, để cho ai là người thật tâm muốn trở về, có đủ can đảm quên bỏ trần này, dứt khoát ra đi, lo tu vui với áo bả hài gai, chai lòng thiện niệm từ bi, hầu mong sớm về hội hiệp. Người tu phải chịu nhiều khảo thí, đó là cây thước để đo sự phi thường, phải vậy mới rõ nét phẩm giá, giá mới cao. Bần đạo hồi còn tại thế chịu biết bao oan ức, khổ tâm khổ trí không sao tả xiết, nên ngày nay bần đạo cao thân phẩm vị, cầm cây quạt đưa các đẳng vong hồn hữu công tròn quả vị nơi mặt thế này về thiên vị, an hưởng chờ ngày long hoa hội, công đồng tòa tam giáo định vị thưởng công. Còn những kẻ ganh hiền ghét ngõ, làm không được mà thấy ai làm hơn sự nghiệp của đạo, thật tâm tu lại dèm pha phá hại, tìm đủ mọi cách châm biếm phá đạo hại đời, ăn no lo đi bươi móc đặng hại người, tưởng mình khôn học nhấp nhem được mấy chữ, trong đầu óc chứa đựng toàn diệt dữ, kẻ đó quên kiếp trước có tu tích lũy được một số vốn, nên kiếp này may duyên được giàu có, lại ỷ lại húng hiếp người, khinh miệt những bậc chân tu, dựa vào của cải quyền thế mà đàn áp người lành thiện.
Bần đạo hồi còn tại thế rất chán ghét những kẻ đó. Bần đạo làm cặp đối nói: bần cùng nghinh nhập thất, phú quý cấm lai môn, là vậy. Những kẻ đó dứt hơi thở liền sa vào phong đô địa ngục tối, để chịu đựng trừng trị nơi u minh giới khổ não dường nào. Thấy thảm não thương xót mà không làm sao cứu vớt những kẻ đó được. Vì những kẻ đó nó nặng nề gấp bội lần sắt đá, đâu có nhẹ nhàng gì mà cứu vớt họ được. Thảm vô cùng là thảm. Bần đạo trông thấy sự hành đạo của chư hiền khá lắm đó, ráng trao chia thêm đức hạnh đạo tâm cho xứng đáng việc làm phi thường. Từ đây khá chung hiệp nhau mà lo dìu dắt đàn sau hậu tấn bước tới. Còn nhiều lắm, bổn đạo luôn chức sắc chưa trọn lòng về nền đạo. Tại sao? Tại vì những kẻ đó thiếu đức tin, không có đức tin đối với đấng chí tôn. Bần đạo khuyên chư hiền phải ráng công thêm nữa, đặng làm cho rõ nét yêu dấu của đấng chí tôn, và làm sao cho nở mày nở mặt khách quần thoa nhi nữ, xứng đáng một đạo đồ nam tử. Ngày giờ nhặt thúc, nếu chần chờ mãi duyên trì, bước đường sau khó theo dấu. Bần đạo để lời khen và mừng cho chư hiền, khá chịu nhọc nhằn mà làm cho trách nhậm hoàn toàn. Tính việc lâu dài đó là tương lai, đừng nản lòng, phải rèn thêm chí sắt đá, kiên quyết và kiện toàn. Việc làm của chư hiền có biết không? Có mấy ai tính chuyện lâu dài để công đức ra làm như về con cái của đức chí tôn làm việc phi thường đó? Ấy là điều bần đạo trông mong nơi chư hiền. Chư hiền cho thầy một sự vui vẻ vô cùng đó. Bần đạo hoan nghênh và ủng hộ đó nghe. Thì sự nghiệp từ đây thấy có mòi, nhân sanh để ý thử mà coi. Đạo khai thất ức thời gian có, tà khởi triền miên ngọn đuốc soi. Gắn chí chùi lao quên thế tục, bền lòng rèn luyện pháp thêm cao. Dọn mình tu đức danh bia tạc, ân thưởng thầy ban hậu học đòi. Ngắn ngủi kiếp sanh khổ chốn trần, bao quanh đủ thứ khảo nguyên căn. Bền lòng gắn chí vui mùi đạo, chặt dạ nâu sòng vẹn nghĩa nhân. Nhớ thuở ngôi tiên nào phải lụy, nhìn nay gắn bước ráng chuyên cần. Quên đời lập dị thiên môn đến, rực ánh hào quang chiếu rạng ngần. Bần đạo một lần nữa để lời khen mọi việc làm đó và ban ơn cho chư hiền. Ngày 14 tháng 4 năm Bính Tý, bài 124. Đức hộ pháp. Bần đạo để lời khen cả con cái của đức chí tôn, có tâm ý xây dựng sự nghiệp dài lâu của đức chí tôn nơi mặt thế này. Đó là công đức lớn lao vô đối. Đức chí tôn lập đạo ra đây để làm gì? Cả con cái đức chí tôn có tâm ý đạo đức thì biết rằng
mãn tam chuyển hạ nguyên, tất nhiên thượng nguyên tứ chuyển sẽ có long hoa hội. Thánh giáo Gia Tô có nói, có một thời kỳ phán xét cuối cùng tại mặt thế này. Bần đạo hỏi, long hoa hội để làm gì? Long hoa hội là một trường khảo thí, là nơi khảo lựa toàn thể các đẳng chân hồn, một trường khoa mục định vị của mình đặng lập vị thiêng liêng. Toàn thể chúng sanh trên mặt địa cầu này, họ đang chen lấn tìm kiếm đề tài đặng làm luận án thi long hoa hội. Hội long hoa cũng không còn xa, cả con cái của Đức Chí Tôn đã thấy cảnh chết chóc và thiên tai địa họa hàng ngày có lạ gì. Đó là trát đòi của tòa tam giáo thiêng liêng đó vậy. Không ai chịu để ý tìm tàng kiếm hiểu coi học như thế nào, đậu rớt ra sao, cứ quang quang la ầm lên tôi là đạo, ôm lấy cái cũ rích đó lỗi thời, leo lên chiếc thuyền trên biển cả mà trong chiếc thuyền không có mái, không có cây chèo nào hết, sóng to gió lại lớn mới làm sao. Bần đạo hỏi, đành phải chịu tử nạn bằng cách vô lối. Bần đạo hỏi, đã nhập môn vào đạo làm một tín đồ học trò của ông thầy trời mà không đồ theo cho đúng cái triết thuyết thương yêu của ông thầy mình, thí sinh đó mới như thế nào? Bần đạo cả quyết những thí sinh đó sẽ rớt 100%. Nay con cái của Đức Chí Tôn lo chuẩn bị sắm thuyền, đi mua mái, tạo chèo để trên chiếc thuyền đó, chờ ngày đưa rước con cái của Đức Chí Tôn được vẹn toàn. Việc làm này bần đạo quả quyết đến ngày long hoa hội sẽ đoạt bản vàng điểm ưu 100% đó vậy. Thi đậu làm tiên khó lắm nghe, quên mình bỏ xác chẳng e dè, còn tâm thanh tịnh không mà có, giữ trí hồn nhiên có vẫn không, luyện pháp chiều hôm nào quản nhục, hiệp tinh sáng tối mặt đời khoe, cứ lo tam lập chơn thần diện, đắc vị về ngôi nhớ đó nghe. Bần đạo ban ơn cho cả con cái Đức Chí Tôn.